Tiến sĩ Mark Verkler là người sáng lập trường Đại học Lãnh đạo Cơ đốc. Ông là người tiên phong trong sự dạy về cách lắng nghe tiếng Chúa và được nhiều người biết đến. Từ năm 1972, ông đã dạy cho Hội Thánh Chúa khắp sáu lục địa về cách làm thế nào để sống mật thiết với Đức Thánh Linh. Hóa học này có tựa đề là làm thế nào để lắng nghe tiếng Chúa. Giáo sư Mark kết hợp những phương pháp từ Kinh Thánh về khải tượng và sự chi chép để giúp các bạn có thể nhận biết và hiểu rõ những ý nghĩ đến từ Chúa Mục tiêu của bài học này là giúp bạn bắt đầu cuộc hành trình đối thoại hai chiều với Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là phần thứ 8 bài học có tựa đề làm thế nào để khôi phục khả năng nhìn thấy khải tượng. Chúng tôi xin chào mừng các bạn đến với bài học tiếp theo của loạt bài làm thế nào để lắng nghe tiếng Chúa. We said there's four keys to hearing God's voice. Chúng ta đã học bốn chìa khóa để nghe tiếng Chúa. How, how about if we repeat these together? Chúng ta hãy lặp lại những điều này với nhau. And there's hand motions. Let's do those also. Và sử dụng những động tác của tay để làm. Key number one was stillness. Chìa khóa thứ nhất là sự yên lặng. Key number two was vision. Chìa khóa thứ hai là khải tượng. Key number three was spontaneity. Chìa khóa thứ ba là những suy nghĩ chợt đến. And key number four was journaling. Chìa khóa thứ tư là việc ghi nhật ký. All right, four keys to hearing God's voice. Đó là bốn chìa khóa để lắng nghe tiếng Chúa. In this session, we're continuing to talk about using the eyes of our heart and using vision. Trong bài học này chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc sử dụng con mắt của lòng và khải tượng. And how can we develop the use of the eyes of our heart? Làm thế nào để chúng ta phát triển việc sử dụng con mắt của lòng?

Daniel là một người tiên kiến vĩ đại. Now there are some people in America who teach that you cannot meet Jesus on the screen inside your mind. Có một số người ở Mỹ dạy rằng bạn không thể gặp gỡ Chúa Giêsu bên trong tâm trí của các bạn. They say people that teach that are wrong. Họ nói rằng những người dạy điều đó là sai. And they say all it really is is just the vain imagination or it's an evil spirit. Họ cho rằng nó chỉ là trí tưởng tượng vô ích hoặc đó là thần linh thuộc ma quỷ. But you're not really meeting Jesus on the screen inside your mind. Họ nói rằng bạn không thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu bên trong tâm trí của bạn. So let's go and see what the Bible says. Vì vậy chúng ta hãy xem những gì Kinh Thánh nói. The 7 verse 1. Daniel đoạn 7 câu 1.

một số bản dịch thì không đề cập tới chữ tâm trí nhưng mà tâm trí có trong tiếng Hebrew nguyên bản. Phần sau của chương này ngay cả trong bản dịch của bạn nó nói là tâm trí.

That would be the Father. Đó là Đức Chúa Cha. Let's go to verse 15. Chúng ta hãy coi số câu số 15. As for me Daniel, my spirit was distressed within me and the visions in my mind kept alarming me. Còn như ta Daniel thì tâm thần ta rầu rĩ trong mình ta và những sự hiện thấy trong đầu ta làm cho bối rối. And so your translation probably says this happened in his mind. Bản dịch của bạn nói rằng điều này xảy ra trong tâm trí của Daniel. So, in his mind, who's he going to meet? He's going to meet Jesus and he's going to meet God the Father và ông sẽ gặp Đức Chúa Cha. on the screen inside of his mind. Trong hình ảnh, trong tâm trí của ông. So, the question is was that a real, true vision? Or was that a vain imagination? Hay là đó là một cái sự tưởng tượng vô lý? Was that a evil spirit? Hay là một cái thần linh ma quỷ? No, that was a true vision from almighty God. Ông trả lời, đây là thực sự là một cải tượng đến từ Chúa toàn năng. He meant God on the screen inside of his mind. Đanien gặp Chúa trong tâm trí ông. So people who teach that you can't do that, it's wrong. Giờ những người dạy dỗ rằng bạn không thể làm điều đó thì họ sai. And if you and I have fear and doubt about was that really Jesus? The Bible said it really was Jesus. Nếu bạn và tôi lo sợ và nghi ngờ về đó có phải là Chúa Jesus hay không thì Kinh Thánh cho chúng ta biết đó thực sự là Chúa Jesus. Because my mind used to tell me a real vision is a lot more intense than that. Tâm trí thường nói với tôi một cái tưởng thật sự thì căng thẳng hơn như vậy nhiều. It's got to be like what Paul did on the, on the Damascus Road. He heard thunder and he, and he heard a big sound in the sky. Ông nghe tiếng lớn như tiếng sắm từ trời. And there was a blinding light and he fell off his horse. And he was blind for three days. Và ông bị mù trong ngày. Well, that's one way to get a vision. Đó là một cách đã nhận được khải tượng. But it's not the only way to get a vision. Nhưng đó không phải là cách duy nhất để có khải tượng. Jesus said he saw vision all the time. Chúa nói ngài thấy khải tượng luôn luôn. He wasn't falling down and going blind all the time. Nhưng mà không phải lần nào Chúa cũng bị mù và ngã xuống đất. He was standing up, receiving pictures from God and ministering them forth. Ngài đứng thẳng, ngài nhận hình ảnh từ Đức Chúa Cha và ngài thi hành chức vụ. And that's what you and I can do. Và đó là những gì bạn và tôi cũng có thể làm. We can do what Daniel did chúng ta cũng có thể làm những gì Daniel đã làm. Because this Bible is meant to be lived. Bởi vì Kinh Thánh là lời cho chúng ta sống. These are people who went on before us and we should have similar experiences ourselves. Họ là những người đi trước chúng ta, chúng ta nên có những kinh nghiệm tương tự như vậy. So I'd like you to confess this with confess this with me. Tôi muốn các bạn hãy tương xưng điều này với tôi. Say the Bible is meant to be lived. Kinh Thánh là lời để cho sự sống. I can do these things that are in the Bible. Tôi có thể làm những điều ở trong kinh thánh đã ghi lại. I can meet Jesus on the screen inside my mind. Tôi có thể gặp Chúa Giêsu trong tâm trí tôi. And that is a valid vision. Và đó là khải tượng đúng. I will do that. Tôi sẽ làm điều đó. And any fear or doubt or unbelief within me. Và bất kỳ sự sợ hãi hay nghi ngờ hoặc vô tín ở trong tôi. I break it in the name of Jesus. Tôi phá hủy nó nhân danh Chúa Giêsu. I bind it. Tôi cột trói nó. I command it to leave me in Jesus name. Tôi ra lệnh nó ra khỏi tôi trong danh Chúa Giêsu. I am a believer. Tôi là một người tin Chúa. I believe the Bible works in me. Tôi tin Kinh Thánh hành động trong tôi. Anything contrary to that can leave me now. Và bất cứ điều gì trái với Kinh Thánh, hãy lui ra khỏi tôi ngay bây giờ. In Jesus name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Now, let's read one more verse. Bây giờ chúng ta hãy đọc thêm một câu kinh thánh. Verse 16 of the same chapter. Câu 16 trong chương 7. I approached one of those who was standing by began to ask him the exact meaning of this and he told me the meaning. Tôi đến gần một trong những người đứng đó và hỏi sự thật về tất cả những điều này, người ấy giải thích cho tôi như sau. My question to you is this. Câu hỏi của tôi cho các bạn là He approached somebody standing by where? Daniel đến gần một người trong những người đó là ở đâu vậy? It was in the vision in his mind. Đó là trong khải tượng, trong tâm trí của ông. And he, he said to that person, do you want to talk to me about what's going on in this vision? Ông hỏi người đó về sự thật về tất cả những điều này. Và ông bắt đầu đối thoại với các nhân vật trong khải tượng. I'd like you to say, I can do that. Tôi muốn bạn nói, tôi có thể làm điều đó được. The Bible is meant to be lived. Bởi vì kinh thánh là để cho sự sống. If Daniel can do it, I can do it. Nếu Daniel có thể làm điều đó, tôi có thể làm điều đó. Say this, according to my faith. Hãy nói theo đức tin của tôi. May it be unto me. Để cho điều đó xảy đến cho tôi. I choose to believe I can live all of this. Tôi đặt lòng tin rằng tôi có thể sống như điều này. In Jesus name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. if you believe you can do it. Bởi vì nếu bạn tin rằng mình có thể làm được điều đó. Then you can do it. Thì bạn sẽ làm điều đó. If you believe you can't do it. Nếu bạn tin rằng bạn không thể làm điều đó, Then you can't do it. thì bạn không làm điều đó. So the is really yours. Cho nên sự lựa chọn thuộc về bạn. Tôi tin rằng những cái bước tiến quan trọng để tăng trưởng thuộc linh It's a step of faith, là bước tiến của đức tin. Ở đó chúng ta lấy một phần của bài học kinh thánh, và chúng ta nói, tôi có thể sống phần kinh thánh và chúng ta nói tôi sống với cái bài học này. I used to think that growth was growth tôi thường nghĩ rằng phát triển tâm linh là sự phát triển về thần học. But now I believe it's steps of faith. Nhưng bây giờ tôi tin rằng đó là bước đi của đức tin. will this. Tôi thấy nó phù hợp, tôi nói ra và tôi làm nó. Alright, now there's one more principle on using vision that I want to share with you. And the principle is that, that we can prime the pump by painting the first scene and letting God move that into a vision. Nguyên tắc là chúng ta khởi đầu bằng cách vẽ những cảnh đầu tiên và để cho Chúa chuyển thành khải tượng. Now when I say prime the pump, I'm thinking of these old-fashioned pumps we used to have. Tôi nói đến bơm mồi nước, tôi đang nghĩ đến cái chiếc máy bơm cũ thời chúng tôi đã từng có. They would have a handle that you would pump up and down. Uh, chúng có tay cầm để đẩy lên đẩy xuống. And to get the water started, you would dump a little bit of water in the top as you pumped the handle.

And the easiest way I know to begin with a scene is to go to a gospel story. Và cách dễ nhất để bắt đầu với một hình ảnh là đến với những câu chuyện phúc âm. Picture Jesus there with the multitudes. Lấy hình ảnh của Chúa Giêsu đang đứng đó với đám đông. And put yourself in the scene as one of the characters. Và đặt mình vào trong một là một người trong đám đông đó. And then just tune to flow. Và rồi hướng đến dòng chảy. and ask the Lord whatever you want to ask Him. Và cầu xin Chúa bất cứ điều gì bạn muốn hỏi Ngài. And just begin to journal out whatever is coming back to you. Rồi ghi lại những điều gì đến với bạn. And then the other thing we can do is just simply picture things we know are true biblically. Và một điều khác bạn làm đó là hình dung những điều bạn biết đúng với kinh thánh. Now, some people will have a little problem with this. And they'll say, "I don't want you priming the pump." So, how about if we go to a place in the Bible where a prophet primed the pump, and then a vision erupted? Chúng ta hãy trở lại kinh thánh để tìm những nơi mà tiên tri mồi nước và sau đó khải tượng được hình thành. I'd like you to turn in your Bibles to Revelation chapter 4, verse 1. Xin mở ra ở trong Kinh Thánh Khải Huyền, chương 4, câu 1. Now this is John. Đây là Giăng. And he's already seen a vision that went on for three chapters. Thánh Giăng đã thấy khải tượng trải dài qua ba chương sách rồi. It was the seven churches of Asia Minor. Đây là bảy hội thánh của Tiểu Á. And this vision gets over at the end of chapter 3. Và khải tượng kết thúc vào cuối chương 3. And he would like another vision to begin. Và rồi ông muốn cái khải tượng thứ hai bắt đầu. So if you and I have had a vision from God and we'd like a second vision, what could we do? Và nếu bạn và tôi có một khải tượng từ Chúa, rồi chúng ta muốn một cái khải tượng kế tiếp nữa, thì chúng ta nên làm gì? Let's see what John does. Chúng ta hãy xem điều dân đã làm. He says after these things I looked. Ông nói, Sao những điều này, tôi nhìn xem. So if we want a vision, step 1 is to look for a vision. Now that's very basic teaching. But you know what in, in my nation we don't even know to look for vision. Bạn có biết không, ở nước tôi, chúng tôi thậm chí không biết để tìm một khải tượng. I was a Christian for 10 years. I never once for a vision. Tôi đã là cơ đốc nhân 10 năm và tôi chưa từng kiếm một khải tượng. And I didn't receive any visions for 10 years. Và trong 10 năm đó tôi không bao giờ nhận được một khải tượng nào. Now I look for visions. I get visions every day. Bây giờ tôi tìm kiếm khải tượng. Tôi nhận được khải tượng mỗi một ngày. According to my faith, it was unto me. Theo điều tôi tin thì nó xảy ra. All right, so step number one, let's, let's say this together. I choose to look for vision. I will look for vision. Tôi sẽ tìm kiếm khải tượng. All right, so I looked, and behold, a door is standing open in heaven, and the first voice which I heard at like the sound of a trumpet was speaking with me and said, Come on up here. I want to show you what must take place after these things. Khải Huyền, đoạn 4, câu 1. Sau đó, tôi nhìn xem, kia có một cánh cửa mở ở trên trời. Tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe, giống như tiếng kèn, nói với tôi rằng hãy lên đây, ta sẽ chỉ cho con thấy những gì phải xảy ra sau này. And in verse 2 it says he was immediately in the spirit. Câu thứ hai, tức thì tôi bị Đức Thánh Linh cảm hóa. That's an interesting phrase. Đó là một cụm từ rất thú vị. And meets with và khi ông bị được thánh linh cảm hóa thì dâng đến trước ngôi và gặp các thiên sứ. He eats books and does lots of ông đã ăn những quyển sách và làm rất nhiều điều thú vị. Say, I can do that. Hãy nói, tôi có thể làm điều đó. The meant to be lived. Bởi vì Kinh Thánh là lời sống. See if you believe it, you can do it. Và nếu bạn tin thì bạn cũng có thể làm như vậy. Now that phrase in verse 2, I was in the Spirit. Câu trong câu số 2 nói rằng tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. the Greek it is I became in the Spirit. Trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tôi đã trở nên trong Đức Thánh Linh. Wouldn't it make more sense to put that at the beginning of verse 1? Nếu đặt cụm từ này vào câu số 1 có phải nó sẽ rõ nghĩa hơn không? and say I was in the spirit and I looked and I saw a door. Nói rằng tôi đã trở nên trong thánh linh và tôi nhìn và tôi thấy một cánh cửa. And I heard a voice. Và tôi nghe một giọng nói. Doesn't it make more sense to put John in the spirit in verse 1? Nếu đặt văn ở trong thánh linh vào đầu câu số 1, có phải nó rõ nghĩa hơn không? As opposed to waiting to verse 2. Thay vì chờ đợi đến câu thứ 2. And if he's not in the spirit in verse 1, then what's he in in verse 1? Và nếu ông không phải là đã trở nên ở trong thánh linh trong câu 1, vậy thì ông ở trạng thái nào trong câu 1? If we're not in the spirit, we're in the flesh. Nếu chúng ta không ở trong thánh linh thì chúng ta ở trong xác. So here he is in the flesh trying to get himself into the spirit. Vì vậy, ông đang ở trong xác thịt và ông cố gắng để ở trong tâm linh. Have we ever been in the flesh and tried to get it into the spirit? Có bao giờ chúng ta ở trong xác thịt và cố gắng để vào trong tâm linh chưa?

But as we lift our hands and lift our hearts, we move from flesh to spirit and we get in the spirit. Khi chúng ta giơ tay và hướng lòng về Chúa, chúng ta chuyển từ xác thịt đến tâm thần và thờ phượng trong tâm thần. And if you've experienced that say amen. Nếu bạn kinh nghiệm điều này thì hãy nói Amen. And how many of us have some techniques that we use to get ourselves in the spirit during a worship time? A lot of times we'll close our eyes. We may lift our hands. Chúng ta đưa tay lên. We lift our heart to the Lord. Chúng ta hướng lòng về Chúa. We humble ourselves. Chúng ta hạ mình xuống. We might clap our hands. Chúng ta vỗ tay. We might kneel. Chúng ta quỳ gối. We might even picture things. Some people picture the songs that they're singing. You can ask around your group and see what different things people do. Some people, when they worship, they actually picture themselves going through a door in the sky and going into the throne room and worshiping before the king. một số người khi họ thờ phượng họ thực sự hình dung đi qua một cánh cửa ở trên trời và bước vào ngai của chúa để thờ phượng trước vua. cho nên nhiều người đã làm nhiều cách khác nhau để đưa họ vào sự thờ phượng bằng tâm thần. điều tôi muốn nói là tất cả chúng ta đều có những cách khác nhau để đưa chúng ta từ xác thịt bước vào tâm linh.

Mời ông bước vào phần trong. Khi bạn và tôi thờ phượng, tôi nghĩ chúng ta nghe lời mời gọi từ trong trái tim chúng ta rằng hãy đến và tôn thờ vua. Now, does he does he say yes? Đáp ứng của ông là gì? Có phải ông nói vâng không? I think he says, yes, I'm go the king. Tôi nghĩ ông nói vâng, con sẽ đến và tôn thờ vua. I think he has faith. Tôi nghĩ ông có đức tin. I think he has expectancy and belief. Tôi nghĩ ông có sự trông đợi và ông có niềm tin. Now, there's something else in verse 1. Trong câu số 1 còn gì nữa? He sees this door standing open in heaven. Ông nhìn thấy cái cửa ở trên trời mở ra. So where did that come from? Và điều đó đến từ đâu? Is this a vision or is this a visualization? Đây có phải là khải tượng hay là đây là một sự hình dung? If it was going to be a vision, the spirit would have to be leading. Nếu đó là khải tượng, thì đức thánh linh là đấng dẫn dắt. But he says the spirit kicks in in verse two. Nhưng mà trong câu số 2, ông nói rằng ông được thánh linh cảm hóa. And this happens in verse one. Con điều này thì xảy ra trong câu số 1.: So I think it's a visualization. Vì vậy tôi nghĩ rằng đây là một sự hình dung. I think he's picturing a door in the sky. Tôi nghĩ ông đang hình dung một cánh cửa trên bầu trời. And as he walks through the door in the sky, the Holy Spirit takes over and he says, "Man, now I'm in the spirit." Khi ông bước vào cánh cửa trên bầu trời thì Đức Thánh Linh hành động và ông nói rằng tôi đang ở trong thần linh. And when the Holy Spirit takes over our pictures, he can change them any way he wants to. Khi Đức Thánh Linh bước vào hình ảnh của chúng ta Ngài có thể thay đổi chúng ta theo cách mà Ngài muốn. And in this case, he, he, changed it from a door in the sky to going to the throne room, the third heaven. Trong trường hợp này, Ngài đã thay đổi từ cánh cửa trên bầu trời thành ra đi vào trước ngay của tầng trời thứ ba. So I think here's an example of a prophet who paints the first scene and God takes it into a 15-chapter vision. Tôi nghĩ rằng đây là một ví dụ của nhà tiên tri vẽ cái cảnh đầu tiên và Chúa đưa nó vào một khải tượng dài 15 chương sách. So one more question. Còn một câu hỏi nữa. Where did the door come from? Cái cánh cửa đến từ đâu? If we go back to chapter 3 verse 20 of Revelation. Nếu chúng ta quay trở lại Khải Huyền chương 3 câu 20. That verse says behold I stand at the door and knock. Câu này nói rằng này ta đứng ngoài cửa mà gõ. So my question to you is, where did the door come from? Vậy câu hỏi của tôi với bạn là cánh cửa đến từ đâu? It was the last scene of his previous vision. Đó là cái cảnh cuối cùng của cái khải tượng trước đó. So when he wanted another vision, như vậy khi ông muốn một cái khải tượng khác, he took the last scene of the previous vision and held it up. Ông đã lấy cái cảnh cuối của cái khải tượng trước và giữ nó ở đó. And it became a stepping stone and he stepped into the next vision. Và nó đã trở thành một cái bước để ông tiếp tục bước vào cái khải tượng mới. He changed it slightly. Ông thay đổi nó một chút. And instead of Jesus knocking, in this case he threw the door open and he walked on through. Thay vì Đức Chúa Giêsu gõ cửa, ở đây ông đã mở cửa và bước vào. Now you and I can do that. Bạn và tôi có thể làm điều đó. Chúng ta có thể có một cái cảnh tượng và chúng ta ban đến và cầu xin Đức Thánh Linh ôi xin Ngài làm trọn. And I'm asking you to do, to do that. Tôi yêu cầu bạn làm điều đó. Nếu bạn sẽ làm điều đó, tôi muốn bạn nói, tôi sẽ làm điều đó. And if you'll do that it'll take you into a wonderful new realm of vision. Và nếu bạn làm điều đó thì nó sẽ đưa bạn vào một cái lĩnh vực tuyệt vời của khải tượng. Okay, so let's talk about allowing God to restore our visionary capacity. Bây giờ chúng ta hãy nói về việc để Chúa phục hồi khả năng về khải tượng của chúng ta. For me, my visual capacity did not work because I had disdained and scorned vision. Đối với tôi thì khả năng đã không hoạt động tốt vì tôi đã từng xem thường và khinh miệt khải tượng.

They're afraid that to use vision or the eyes of their heart is evil or cultish. Họ sợ rằng sử dụng khải tượng hay con mắt của lòng là của ma quỷ. And so if you have fear, then you need, need to repent and say God, I repent of this fear. Nếu bạn có nỗi sợ hãi thì bạn cần phải ăn năn, bạn nói Chúa ơi con ăn năn về sự sợ hãi này.

Nếu tôi muốn khải tượng đến từ tấm lòng, tôi phải sử dụng hình ảnh khi cầu nguyện. Nếu tôi thấy con quỷ nghi ngờ thì tôi phải trói buộc nó trong danh Chúa Giêsu. And I would see Jesus driving it out. Và Ngài đuổi nó ra khỏi tôi. So use and flow as you pray these Vì vậy hãy sử dụng khải tượng và dòng chảy khi bạn cầu nguyện. All right, now some people have cut off the visual capacity uh, for two different reasons. Có người đã cắt đứt khả năng nhìn thấy khải tượng vì hai lý do sau. Some people cut it off in order to avoid the sin of lust. Một số người cắt đứt để tránh tội lỗi của sự tham lam, ham muốn. And some people cut it off in order to avoid an unpleasant scene. Một số người cắt đứt khả năng đó để tránh khỏi hình ảnh khó chịu. Maybe they were in a boat and they almost drowned and they have flashbacks that they're cutting off saying no more. Có thể họ đang ở trong cái chiếc thuyền bị lật úp và gần như chết đuối nhưng họ vẫn giữ ý riêng của họ và nói rằng không. Tôi không muốn thấy. Maybe they were in a house that burned down they have flashbacks and they say no more flashbacks. Có thể họ đang ở trong một căn nhà bị cháy và họ không muốn bị như thế nữa. or Hoặc có thể là hình ảnh hãm hiếp hoặc tiêu cực nên họ nói rằng tôi không bao giờ muốn thấy điều này thêm một lần nào nữa. So those kinds of have cut off Đó là những người đã cắt đứt cái khải tượng hoàn toàn. And they can't even their room couch. Và thậm chí họ cũng không thể hình dung được cái chiếc ghế ở trong phòng khách của họ. They can describe it, but they can't actually see it in their mind. Họ có thể mô tả nó nhưng mà họ không thực sự nhìn thấy nó trong tâm trí của họ. So if you can't see your living room couch or a chair in your, in your living room, then you've probably cut off vision entirely. Vì vậy nếu bạn không thể hình dung phòng khách của bạn hoặc một chiếc ghế trong phòng khách thì bạn hoàn toàn cắt đứt khải tượng. In that case, you'll need to repent for doing that. Trong trường hợp đó, bạn nên ăn năn

He said, Mark, last time I looked for a vision, it was, it was a pornographic view of Jesus hanging on the cross. Anh ta nói, Mark, lần trước tôi tìm kiếm khải tượng và nó xuất hiện là hình ảnh khiêu dâm của Chúa Giêsu treo trên thập tự giá. He said, I don't want to see vision any anymore. Anh ta nói, tôi không muốn thấy khải tượng thêm một lần nào nữa. So I asked him, did you used to read pornography? Tôi hỏi anh, anh có thường coi sách báo khiêu dâm phải không? And he said, yes. Anh ta nói, dạ có. I said, Have you repented? Tôi hỏi, anh ăn năn chưa? He said, yes. Anh nói, có. I said, did anybody ever cast any demons out of you? Tôi hỏi, có người nào đuổi quỷ ra khỏi anh chưa? And he said, no. Anh ta nói, chưa. And I said, well, I believe there's some demons there that need to be cast out. Tôi nói rằng tôi tin rằng còn một số ma quỷ nó phải cần phải trục xuất ra khỏi anh. So he repented, and we we commanded them to leave. Right then, sensuality, perversion, pornography. We said out in the name of Jesus. Cho nên anh ta đã ăn năng và nhân danh Chúa Giêsu chúng tôi ra lệnh cho dục dục đồi trụy khiêu dâm phải ra khỏi con người này trong danh Chúa Giêsu. And he felt something lift off him. Và rồi anh ta cảm thấy có một điều gì đó ra khỏi anh. And he went back and looked for vision, and it was pure the next time. Anh trở lại tìm kiếm khải tượng thì anh có được khải tượng thánh khiết.

Now, if I want stronger arm muscles, I can do push-ups, and I'll get stronger muscles. Nếu tôi muốn cơ bắp cánh tay rắn rỏi hơn, tôi có thể làm động tác hít đất, thì tôi sẽ được cánh tay với cơ bắp chắc khỏe. If I want stronger eye muscles, I can do some eye-up exercises. Nếu tôi muốn cơ mắt của tôi khỏe, thì tôi sẽ luyện tập về mắt. Let me give you some eye-up exercises. Tôi sẽ cho bạn một số bài tập về hướng mắt lên. One is just to visually enter into a Bible story. Đầu tiên là để trực quan tham gia vào một câu chuyện kinh thánh. And just simply picture the story and put yourself in as one of the characters. Và chỉ đơn giản là hình dung câu chuyện và đặt mình vào trong những nhân vật của câu chuyện. That's the I know. Đó là cách dễ nhất để luyện tập mắt hướng lên mà tôi biết. And I encourage you to do that every time you read the Bible. Và tôi khích lệ bạn làm như vậy mỗi khi bạn đọc Kinh Thánh. Bây giờ khi tôi cầu nguyện, cầu thai cho một người, tôi hình dung người đó đang ngồi bên cạnh Chúa Giêsu. And Tôi sẽ rút tay mình ra khỏi hình ảnh và cầu nguyện xin Thánh Linh hành động trên đó.

Trong kinh thánh có rất nhiều giấc mơ mà Chúa đã mặc khải cho con người. And we're do an entire series on Christian dream interpretation. Và chúng ta cũng sẽ học một loạt bài về thông giải giấc mơ của cơ đốc nhân. So we won't get into that right now. Cho nên chúng ta chưa đề cập tới bây giờ. Một điều khác có thể làm là trong giờ ngợi khen và thờ phượng là bạn hình dung các bài hát bạn đang hát. And I picture myself in the throne room with everybody else just worshiping the king. Và tôi hình dung bản thân tôi đang đứng trước ngôi thờ phượng Chúa với mọi người khác. And if they're kneeling, then I kneel. Và khi họ quỳ thì tôi cũng quỳ. If they're waving banners, then I wave my hands. Và nếu mà họ đung đưa những biểu ngữ thì tôi cũng vẫy tay. And if I see them clapping and dancing, then I try to clap and dance. Và nếu tôi thấy họ vỗ tay và nhảy múa thì tôi cũng vỗ tay và nhảy múa. So I join into the worship that's taking place in the throne room of God. The other thing that you can do is picture things that you know are biblically true. I know that He's Emmanuel, God with me, so I picture Him here next to me. Tôi biết rằng Ngài là Emmanuel là Chúa ở cùng tôi, vì vậy tôi hình dung Ngài ở đây. When Chúng tôi ở trong một nhóm, tôi biết Ngài ở giữa chúng tôi, vì vậy tôi hình dung Ngài hiện diện ở giữa chúng tôi. Và khi tôi tư vấn, tôi hình dung Ngài ở đó với tôi và người cần tư vấn.

Tôi để ý rằng nếu tôi chạy quá nhanh thì Ngài ở phía sau xe và cố gắng đuổi theo kịp. Và khi tôi lái chậm lại thì Chúa bước vào xe và mọi sự tốt đẹp trở lại. So he was me, Mark, slow down. Và Ngài bảo tôi, Mark, hãy chạy chậm lại. Khi tôi tập thể dục, tôi hay chạy bộ dọc bên đường. And I took about 3 months to practice using vision and I practiced very intensely. Tôi dành khoảng 3 tháng để luyện tập sử dụng hải tượng và tôi đã thực hành rất nghiêm túc. And any time I was aware that I was not seeing vision, I would look for vision. Và bất cứ lúc nào tôi nhận ra rằng mình không nhìn thấy hải tượng thì tôi sẽ trở lại để tìm kiếm. So here I am jogging and I'm talking to God, but I'm not really seeing him there. And I said, Well, these are my months to learn to use vision. So I thought, Now, where would he be? Cho nên tôi nghĩ, Ngài đang ở đâu I thought maybe he's here on my left side. But in America, that means he would have fallen into the ditch. I said, maybe he's on my right side. Tôi lại nghĩ, có lẽ ngã bên phải tôi. But that would have meant a car would have hit him. Nhưng mà như vậy thì có một chiếc xe có thể tung vào ngài. So I thought, well, maybe he's in front of me. Và tôi nói, có lẽ ngài đang ở trước mặt tôi. And I thought, no, I can't have any fellowship the back of his neck. <gasps> và tôi nghĩ, ô, oh, tôi không thể nào có mối thông công từ phía sau cổ của ngài. So I thought, well, maybe he's behind me. Và tôi nghĩ, ô, oh, có lẽ chú ở phía sau tôi. And I thought, well, Jesus is never behind. That's ridiculous. Are và tôi nghĩ, ồ, oh, Chúa Giêsu không bao giờ ở phía sau như vậy là rất vô lý. So I said, God, this vision thing is hard. Và tôi nói, Chúa ơi, khải tượng này khó quá. And a spontaneous thought lit up on my mind. Và một cái ý nghĩ chợt đến trong tâm trí tôi. He said, why don't you let me be where I want to be? Ngài nói, tại sao con không để ta ở nơi mà ta muốn? I said, that's a great idea. Where do you want to be? Oh,

He wasn't running, he wasn't sweating, he was floating. Ngài không chạy, ngài không ra mồ hôi, nhưng mà ngài đang theo tôi. I was running, I was sweating. Tôi thì chạy và tôi đang đổ mồ hôi. So there he was, he was with me. Ngài ở đây, ngài bên cạnh tôi. So for me, I spent about three months intensely saying, I want to see him everywhere Vì vậy, đối với tôi, tôi đã dành khoảng 3 tháng để nói một cách mạnh mẽ rằng, Tôi muốn nhìn thấy Ngài ở khắp mọi nơi với tôi. And I'm going to encourage you to take several weeks and just intensely practice seeing Jesus with you. Nên tôi khích lệ các bạn hãy dành vài tuần lễ mạnh mẽ thực hành nhìn thấy Chúa Giêsu đang đồng hành với bạn. Because the Bible says he is Emmanuel, he is with you. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng Ngài là Emmanuel, Ngài ở với bạn. And you can do more than just think that idea. Bạn có thể làm nhiều hơn là chỉ nghĩ về cái ý tưởng đó. You can picture it. Bạn có thể hình dung nó. And a picture is worth a thousand words. Uh, Và vì hình ảnh có giá trị cả ngàn chữ. So if you picture it, it will have a thousand times more power to impact you. Nếu bạn hình dung nó thành một bức tranh thì nó có một sức mạnh hơn ngàn lần để tác động đến bạn. Your faith will be increased a thousandfold. Đức tin của bạn sẽ được gia tăng gấp ngàn lần. It's part of what makes us children of faith. Và đó là một phần của những gì làm cho chúng ta có đức tin con trẻ. Let me give you an example from scripture. Tôi lấy một thí dụ từ Kinh Thánh. Abraham's called the father of faith. Abraham được gọi là tổ phụ của đức tin. And that means his life exemplifies the things you and I have to do to move in faith. Cuộc đời của ông là minh chứng cho những điều các bạn và tôi phải làm để chuyển đổi trong đức tin. So faith became for, began for Abraham when God spoke a rhema word to him. I've đức tin của Abraham bắt đầu khi Chúa nói lời Rema với ông. He said Chúa phán, ngươi sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc. Và sau đó Chúa ban cho ông một khải tượng hoặc một hình ảnh. He said, Ngài nói, ngươi có thấy những ngôi sao trên bầu trời kia không? Dòng dõi của ngươi sẽ đông như vậy. And next Và câu kế tiếp nói rằng, Then Abram believed. Abraham tin điều đó. Faith was ignited when God gave him a picture. That's Genesis chapter 15, verses 5 and 6. So if you and I want to be children of faith, we need two things from God. We need a ray of word spoken into our hearts. Chúng ta cần một lời ray ma nói với tấm lòng của chúng ta. And we need a vision or a picture given to us by God. Và rồi chúng ta cần Chúa ban cho chúng ta một khải tượng hoặc một hình ảnh. And we want to be children of faith. Và chúng ta muốn có một đức tin như con trẻ. So we want to press in and become seers. Vì vậy chúng ta mong muốn trở nên người thấy khải tượng. Whenever the Bible uses the word imagination, here is what it says. And bất cứ khi nào kinh thánh sử dụng chữ trí tưởng tượng. muốn nói như thế này. It says imagination of the heart. Trí tưởng tượng của tấm lòng. It never once says imagination of the head. Không bao giờ nó có ý nói rằng trí tưởng tượng của tâm trí. So the ability to picture is a heart function. Vì vậy khả năng hình ảnh là đến từ tấm lòng. Now I'm really interested in faculties in my heart. Tôi thực sự rất thích thú với những điều trong tấm lòng của tôi because i want to live in my heart because god lives in my heart. Tôi muốn sống với lòng của mình bởi vì Chúa sống trong lòng tôi. And i want heart flow to come out through my lips. Và tôi muốn cái tấm lòng của tôi tuôn chảy qua môi miệng của tôi. And i want faith in my heart. Tôi muốn đức tin trong tấm lòng tôi. Because if i can believe in my heart i can cast a mountain into the sea. Bởi vì nếu tôi tin trong tâm của mình thì tôi có thể dời núi xuống biển. Well, to believe in my heart, I mean, I believe means to believe with pictures. If a picture deepens my faith, I understand why it's worth a thousand words. So I'm asking all of you to become comfortable with vision. Cho nên tôi đề nghị các bạn hãy trở nên thoải mái với khải tượng. Tôi đề nghị các bạn trở nên giống như Chúa Giêsu. only you the Bạn chỉ làm những gì bạn thấy Cha làm. Hãy để khải tượng như một phần trong cuộc sống thường ngày của các bạn. And I'd like you to journal and ask the Lord a couple questions. Just write these down on a sheet of paper. Hãy viết xuống một tờ giấy. Lord, how important is it to use the eyes of my heart? Lord, how important is it to use the eyes of my heart? How have I been using them? Con đã sử dụng con mắt của lòng con như thế nào? How have I been using them? Con đã sử dụng chúng ra sao? And how would you have me use them? Và Ngài muốn con sử dụng chúng như thế nào? How would you have me use them? Ngài muốn con sử dụng chúng như thế nào? And let's take a few minutes and just journal. Hãy để một vài phút chúng ta ghi nhật ký nha. And when you're done journaling, turn to someone next to you and share your journaling with them.

Xin cho chúng con thấy Chúa Giêsu và lắng nghe tiếng của Ngài. We open our to you, Lord. Chúng con mở rộng lòng của chúng con cho Ngài. Tôi muốn bạn nhìn thấy hình ảnh của bạn với Chúa Giêsu trên sườn đồi ở Galilee. He is very excited that you can see. Ngài rất vui khi bạn nhìn thấy. And he's pointing things out for you to see. Và Ngài đang chỉ những điều cho bạn xem. And as you follow his finger, khi bạn nhìn theo ngón tay của Ngài, he's pointing all the way across the Sea of Galilee to the mountains that are going up into the clouds. And he said, "My Father made these for you to enjoy." Và Ngài phán, cha của ta đã sáng tạo ra tất cả những điều này cho các con thưởng thức. Và rồi Đức Chúa Giêsu -xu nằm xuống trên sườn đồi. Rồi bạn cũng giống như một đứa trẻ nằm bên cạnh Chúa. And Jesus starts pointing out cloud formations that are drifting lazily by. Và Chúa Giêsu bắt đầu chỉ ra sự hình thành của những đám mây đang lơ lửng trôi. And you find yourself smiling and laughing and giggling and just enjoying. Và bạn thấy mình mỉm cười và tận hưởng kinh nghiệm này. And Jesus said, "My Father made this for you to enjoy." Và Chúa lại phán, Cha của ta đã sáng tạo tất cả những điều này cho các con hưởng thụ. And then you find yourself sitting there on the hillside next to Jesus. Rồi đó, bạn thấy mình đang ngồi trên sườn đồi bên cạnh Chúa Giêsu. And you look over at him. Bạn nhìn ngài. You can see his long flowing white robes. Rồi bạn thấy chiếc áo trắng dài của ngài. And the sandals on his feet. Đôi chân ngài mang dài. And the laughter in his eyes. Và rồi niềm vui ở trong đôi mắt của ngài. And the smile on his lips. Và nụ cười trên môi ngài. And you put a big smile on your own lips. Rồi bạn cười thật tươi. And you say, thank you, Jesus, for being here with me. Rồi nói, and I'd like you to ask him the, one of those questions you've written down. Lord, what do you want to say to me about vision? And then just fix your eyes upon Jesus. và hãy tập chú bắt mình vào Chúa Giêsu. And tune to spontaneity. Và hướng đến ý nghĩ chợt đến. And just begin to write down the spontaneous flow of thoughts that are coming back to you. Và bắt đầu ghi ra những dòng chảy chợt đến của tư tưởng đến trong bạn. I'm going to ask you to write in childlike faith for about five minutes. Và tôi muốn các bạn ghi ra giống như một đứa trẻ trong vòng 5 phút. Lạy Cha, chúng con cảm ơn ngài về những điều ngài phán với chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. We are excited to share with you two more examples of journaling. Chúng tôi rất vui mừng chia sẻ với các bạn hai ví dụ khác của nhật ký. And we have with us Niedage and Spurgeon. Và chúng tôi có hai người Needage và Spurgeon. Welcome. Chào Hi. các bạn. <laughs> and this is journaling you had during your first week, is that correct? Đây là nhật ký bạn ghi trong tuần lễ đầu tiên phải không ạ? All right, we're going to start with How about if you share the question you asked the Lord and what he said back? Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với Nidich. À, bạn có thể chia sẻ câu hỏi bạn hỏi Chúa và những gì Ngài trả lời bạn. I asked the Lord, what do you want to say to me about using the eyes of my heart? Tôi hỏi Chúa điều gì Ngài muốn nói với con về sử dụng mắt của lòng con. And Jesus answered me, my son, I made you a spiritual being. Chúa Giêsu trả lời tôi, con trai của ta, ta tạo nên con là thần linh. I am also a spirit. Ta cũng là một thần linh. The relation between you and me is a spiritual one. Mối tương giao giữa ta và con là thuộc về tâm linh. To see into the spiritual realm, you need to use the eyes of your heart. Để thấy mối tương giao tâm linh này, con phải sử dụng mắt của lòng con. And let me tell you that your enemy is also spirit. Và ta nói với con rằng kẻ thù của con cũng là thần linh. To see his fiery darts You need to use the eyes of the heart. Để nhìn thấy vũ khí của mình, con cần phải sử dụng đôi mắt của lòng con. Hey, use them to look at me. Dùng chúng tập chú vào ta. I have opened the eyes of your heart. Ta đã mở mắt lòng của con. That is why you see me. Vì thế nên con có thể nhìn thấy ta. Don't you enjoy looking at me? Con không chỉ tận hưởng chăm xem ta watching these beautiful clouds, mà con còn nhìn vào những đám mây đẹp seeing these birds, nhìn những đàn chim just with me và dành thì giờ chơi với ta I to the Lord, Lord, I love it. tôi nói với chúa chúa ơi con yêu thích cái này và con ước nó không bao giờ kết thúc And then the Lord said, và rồi sau đó chúa phán it have to. nó không cần phải kết thúc You can come to me and look to me whenever you want. Con có thể đến với ta, chăm xem ta bất cứ lúc nào con muốn. I am your father, your friend. Ta là cha của con, ta là bạn của con. My arms are always wide open for you. Vòng tay của ta luôn dang rộng cho con. Then I said, "Lord, how do I control the eyes of my heart?" Và tôi hỏi, "Chúa ơi, làm thế nào để con có thể kiểm soát mắt của lòng con?" And then he answered, Whatever you fix your heart on, Ngài trả lời bất cứ điều gì con hướng mắt của con về. Whatever you are seeking, bất cứ điều gì con đang tìm kiếm. Is what you're looking at with the eyes of your heart. Hãy tìm kiếm bằng con mắt của lòng con. Then I said to the Lord, Và rồi sau đó tôi nói với Chúa. Daddy, I want to fix my eyes on you. Thưa cha, con muốn tập chú mắt con vào Ngài. Then Jesus said, good for you, my son. <laughs> Ngài nói tốt lắm con trai. Then I said, Love you, Father. Tôi nói, con yêu Ngài, Chúa ơi. And then Jesus said, I have always loved you, my son. <laughs> Rồi Chúa Let's give him a big hand, all right? That was wonderful journaling. Thank you. Đó là nhật ký tuyệt vời. Cảm ơn anh. It's 100% God. Là từ Chúa. Thanks for sharing it. Cảm ơn anh đã chia sẻ. All right. Spurgeon, what did you ask the Lord and what did he say to you? Spurgeon, Before I would go through my journal. I just want to encourage uh, the people who will see this video. It's very easy to converse with God. Rất dễ dàng để trò chuyện với Chúa. This is my first uh, week of general with God. Đây là tuần lễ đầu tiên mà tôi uh, được uh, nhật ký với, với Chúa. And I asked to God, what do you want to say about my future? Và tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, ngài muốn nói gì về tương lai của con? He said, son, ngài phán, con trai, it's not because of your potential. Đó không phải là do tiềm năng của con. It's not because of your brilliance. Đó không phải là do sự sáng, thông sáng của con. Where you are right now. Vị trí của con có ngay bây giờ. It's cause of your mom prayer. Là nhờ lời cầu nguyện của mẹ con. Which I heard. Điều ta đã nhậm lời. Believe and ask me. Hãy tin cậy và cầu xin ta. I will provide wisdom and skill. Ta sẽ ban cho con sự khôn ngoan và khả năng. To do things. Để làm những điều. Just like Solomon did. Y như Solomon đã từng làm. Just ask me with your whole faith. Cứ cầu hỏi ta với cả đức tin của con. Just like written in the book of Jacob. Giống như trong sách Verse first with Đoạn 1 câu 1. the faith. Hãy cầu xin ta trong đức tin. And I will provide you. Ta sẽ ban cho con. I know your needs. Ta biết nhu cầu của con. I will provide you according to that. Ta sẽ ban cho con theo như lời con cầu xin. But keep a close relation with me. Nhưng hãy nhớ giữ mối quan hệ mật thiết với ta. Amen. Amen. <laughs> Let's give him a big hand, all right? Chúng ta hãy cho anh một tràng pháo tay thật lớn. Thank you for sharing. Cảm ơn anh đã chia sẻ. It's 100% God. Điều đó 100% từ Chúa. And as has said, it's easy to journal. Và như Spurgeon nói, rất là dễ để ghi nhật ký. The journaling that you're hearing happened during the first week of, the, of their journaling. Nhật ký mà các bạn nghe là được ghi lại trong tuần đầu tiên khi họ làm công việc này. So make journaling part of your life. Như vậy hãy để nhật ký như là một phần của cuộc đời bạn. And bounce your journaling off from your spiritual advisors. Don't don't neglect doing that. Và đừng bỏ bê điều này. Because that's what builds up your faith. Bởi vì nó xây dựng đức của bạn. And the Bible says that's how we know that our journaling is actually from God. We don't figure it out with our own heads. It's in the mouth of two or three witnesses that it's confirmed.

Amen. Amen.